Xin chào anh em, mình là Tiến và ngày hôm nay chúng ta đã gặp nhau tại video của kênh đồng hồ chính hãng Catwatch. Và ngày hôm nay bên đồng hồ chính hãng Catwatch thì có về được một chiếc Mông Blanc với tình trạng là hàng trưng bày và còn đầy đủ tất cả các phụ kiện, hộp sổ thẻ và các phụ kiện đi kèm cho anh em. Và với sản phẩm là tình trạng là hàng trưng bày còn đẹp 99% và chưa qua sử dụng thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm qua cái sản phẩm qua video của kênh đồng hồ chính hãng Catwatch. Và anh em đừng quên nhấp nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình để chúng ta nhận được những thông báo mới nhất về các video review về sản phẩm đồng hồ chính hãng bên đồng hồ chính hãng Catwatch. Và các cái phụ kiện đi kèm thì chúng ta sẽ có những cuốn catalog như này và mình sẽ không giới thiệu nhiều đến các chi tiết này nữa. Anh em có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ theo dõi thêm. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em, chúng ta sẽ có một chiếc Mông Blanc thuộc dòng Star Roman. Chiếc này của mình thì với tình trạng là hàng trưng bày và còn rất là đẹp cho anh em. Mình sẽ đi qua một lượt về cái tổng thể tình trạng bên ngoài để anh em biết được là cái tình trạng hàng trưng bày nó sẽ như thế nào. Đó, anh em có thể thấy rằng thì chúng ta vẫn còn nguyên cái bộ siêu của ly lông của khóa đây. Đó, phần dây đây. Đó, nguyên bản luôn. Chiếc Mông Blanc Star Roman của mình thì sẽ có size mặt là size 42mm, thì anh em có cổ tay tầm khoảng từ 17. Anh em có cổ tay 17 nhé, bởi vì là cái thiết kế của phần lắc, tu lắc của cái chiếc Star Roman thì nó sẽ hơi dài một chút. Thế nên là anh em có cổ tay to và đầm thì chúng ta lên tay cực kỳ là đẹp. Cũng như là với cái thiết kế Chronograph thể thao thì sản phẩm lên tay sẽ được hoàn thiện hơn. Đó, đây, cổ tay 17 đây. Nếu như mà anh em có cổ tay tầm khoảng 16.5, nhưng mà nếu như mà cái thiết kế cổ tay nó dẹt một chút thì chúng ta vẫn có thể cân nhắc được. Rất là đẹp đúng không anh em? Đó, size 42, phần lắc với cổ tay của mình là 17 đây. Với size mặt là size 42mm thì các chi tiết bên trong được thiết kế rất là tỉ mỉ cũng như là rất là đầy đủ trong cái thiết kế tổng thể của một chiếc Chronograph thể thao. Lòng bên ngoài sẽ là các vạch chiều đều 60 phút, xen kẽ giữa các cọc vạch cùng với các cọc số học trò từ 1 cho đến 24. Đây là hiển thị về các cái múi giờ của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thiết kế của các cái cọc số giờ. Cọc số giờ thì sẽ xen kẽ giữa các cái cọc số La Mã và được lược bỏ đi ở góc 3, 6, 9 và 12. Và thay vào đó thì góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày ở đây. Góc 6 giờ, 9 giờ và 12 giờ chúng ta sẽ có các cái ô đồng hồ kim rốn liên quan đến các cái chức năng Chronograph cũng như là cái phần kim dây sẽ được đặt dịch chuyển về phần góc 9 giờ đây. Đó, rất là đẹp. Cái phần họa tiết ở trong cái ô đồng hồ kim rốn ở góc 9 giờ thì anh em có thể thấy đó là một hình bông hoa. Đây là một trong những cái biểu tượng và cũng như là một cái logo của thương hiệu của Mông Blanc. Đó. Anh em chúng ta sẽ có một cái thiết kế của mặt vân Guloche ở phần đồng tâm chính giữa đây. Đó. Các cái ô đồng hồ kim, các cái thiết kế về kim và cọc vạch thì cũng được mạ PVD màu vàng hồng rất là đẹp. Và cái phần kim màu xanh liên quan đến chức năng Chronograph đang chạy đây. Anh em có thể thấy đây chính là cái phần kim nung. Và cái phần kim nung thì nó sẽ đáng giá hơn cũng như là đẹp hơn khi mà ra ánh sáng so với lại phần kim sơn xanh của những cái thương hiệu mà thấp hơn. Đó. Chúng ta sẽ có một cái phần kim mà có cái tam giác ô màu đỏ đây. Đây chính là cái phần liên quan đến chức năng GMT, một cái múi giờ thứ hai để cho anh em được theo dõi cái múi giờ của một cái đất nước nào đó mà anh em đang có quan tâm. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế là mặt kính sapphire và thiết kế là thiết kế Chronograph, một cái thiết kế thể thao rất là khỏe khoắn cho anh em. Đó, rất là đẹp. Phần thân bên trái thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Master Stuck. Đó, rất là đẹp đúng không anh em? Size mặt là size 42. Anh em có cổ tay to một chút thì chúng ta lên tay thì cực kỳ là đẹp và không thể chê vào đâu được. Chúng ta sẽ có một cái bộ khóa bướm chống gập ở đây với dòng chữ Mông Blanc. Đó, được dập chìm ở trên bề mặt của khóa. Đi đến thiết kế của đằng sau của lắp lưng thì chúng ta sẽ có bộ máy được trang bị là bộ máy Mông Blanc 4810 và 503, được trang bị là 25 chân kính Maestrack đó. Và chiếc này của mình thì sẽ có một tần số dao động là 28.800 tần số dao động, một cái tần số dao động cực kỳ là khỏe cũng như là cho được cái size số thông số chính xác nhất.
của một chiếc Montblanc. Em nó thì sẽ có một cái độ kháng nước là lên đến 33, thoải mái cho anh em lên mưa và rửa tay thôi. Đó, rất là hoàn thiện cho anh em. Đây, mình sẽ cho anh em được ngắm và chiêm ngưỡng cái bộ máy được kỹ hơn. Các đường nét rất là tinh xảo. Đó, phần dây đây, phần dây nguyên bản của Montblanc anh em nhé. Và chiếc Montblanc Star Roman của bên mình thì với tình trạng là hàng trưng bày chưa qua sử dụng thì bên mình đang bán ra với một mức giá rất là tốt. Anh em chỉ cần bỏ ra là 46 triệu đồng thì chúng ta có thể sở hữu được về tay rồi. Và để sở hữu sản phẩm này thì anh em đừng quên để lại các thông tin dưới phần bình luận cũng như là kết bạn qua Zalo, qua số điện thoại để chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sản phẩm đồng hồ chính hãng cũng như là những sản phẩm mà anh em đang quan tâm. Và bên mình, bên đồng hồ chính hãng Kenwood thì luôn cam kết với anh em là 100% những sản phẩm bán ra đều chính hãng và bao check cho anh em toàn quốc. Và bên mình cũng nhận hỗ trợ anh em thẩm định những cái sản phẩm về nguồn gốc về sản phẩm đồng hồ chính hãng để anh em khỏi phải băn khoăn cũng như là biết được cái tình trạng của cái sản phẩm mà anh em đang quan tâm. Và nếu như mà anh em đang quan tâm sản phẩm này thì anh em đừng quên nhấp một nút đăng ký màu đỏ nhé. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Hẹn anh em tại các video tiếp theo kênh đồng hồ chính hãng Kenwood. Và xin chào anh em. Chúc anh em có một ngày mới làm việc thật là hiệu quả.